Xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Trần Thị Bảo Ngọc, học sinh lớp 6B, trường Trung học cơ sở Xuân Diệu, Can Lộc, Hà Tĩnh. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cuốn sách yêu thích của mình. Đó là cuốn sách Sứ Mệnh Phiêu Lưu Ký, một cuốn sách mà bất cứ ai cũng biết đến. Sứ Mệnh Phiêu Lưu là một cuốn sách văn học thiếu nhi kinh điển của tác giả Tô Hoài. Ông đã viết về cuộc phiêu lưu của một chú dế mèn qua thế giới loài vật và con người, cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác, cái tốt và cái xấu, chiến tranh và hòa bình, lý tưởng và lẽ sống được thể hiện một cách nhẹ nhàng, tinh tế mà sâu sắc. Cuốn sách bao gồm 10 chương. Một trong những chương đó đã được đưa vào chương trình giảng dạy hiện nay mà chúng ta đã được tìm hiểu qua. Và nội dung của những đoạn trích đó nhằm thông qua cuộc sống của dế mèn đem đến cho chúng ta những bài học lý thú. Tóm lại, 10 chương của tác phẩm đều nói về cuộc phiêu lưu của dế mèn, nhưng sau trong đó là những bài học bổ ích giúp giáo dục thế hệ trẻ. Từ lâu, hình ảnh chú dế mèn đã trở nên vô cùng thân thuộc với thế hệ trẻ Việt Nam. Hơn 70 năm trôi qua kể từ năm 1941, không chỉ các bạn nhỏ mà ngay cả người lớn cũng háo hức, say mê, cũng bị lôi cuốn bởi từng trang sách. Và đó cũng là một trong những lý do để mình thêm yêu thích cuốn sách này. Những bài học đầu đời bổ ích. Chúng ta cũng biết dế mèn là một chú dế cường tráng nhưng bướng bỉnh, kiêu ngạo, hay đi bắt nạt người khác. Thậm chí mình đã vô tình gây tai họa cho người bạn dừng của mình, phải là đi mãi mãi. Và những lời trấn trụi của dế chất đem đến bài học cho dế mèn và chúng ta. Ở đời có thói hung hăng, bậy bạ mà không biết nghĩ, sự muộn gì cũng mang vào mình đấy. Đó là một bài học đắt giá của dế mèn, cũng như nhằm nhắc nhở chúng ta sống phải biết mình, biết ta, có thái độ đúng mực. Và đặc biệt khi phạm phải một lỗi lầm nào đó, phải biết ăn năn và hối lỗi về những việc mình đã làm trong cuộc sống. Theo những bước chân của dế mèn và những chữ phiêu lưu kỳ thú đã đem chúng ta được lạc vào thế giới loài vật và được gần gũi hơn với những con vật gắn chặt với thôn quê dẫn dã, như bạc xịt tóc, võ sĩ bò ngựa, châu chấu voi, ếch cúng và còn nhiều những con vật khác. Tác giả Tô Hoài đã vẽ lên một bức tranh sinh động về vẻ đẹp cuộc đời và thiên nhiên, với muôn vàn những tình cảm mới lạ, những rung động tinh tế trong vẻ đẹp cuộc đời và thiên nhiên. Chủ dế mèn đã trải qua những cuộc phiêu lưu vào thế giới loài vật, qua bao nhiêu biến cố và rủi ro, nhưng từng bước mẹ đã vươn lên từ điều chỉnh, từ nhận thức trở thành người giàu lý tưởng và hám hiểu biệt. Qua những chuyện phiêu lưu của dế mèn, thế giới bỗng trở nên tươi đẹp hơn. Chúng ta sẽ cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, đầy tình yêu thương, chia sẻ. Đấy cũng là lý do mình yêu thích cuốn sách này. Còn các bạn thì sao? Các bạn có giống mình không? Nếu thích, hãy chia sẻ giúp mình nhé. Nếu ai chưa từng đọc qua thì hãy tìm hiểu về tác phẩm này nhé. Và nó sẽ rất hay và thú vị. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chào tất cả các bạn.